chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với channel Burn Family AU. Cả nhà ơi, trước khi mà lockdown á, mình có đặt mua một chiếc ghế massage thì họ đã mang đến cho mình rồi nè cả nhà. Đây là họ đang tháo thùng ra để mang cái ghế massage vô nhà cho mình đây nè cả nhà. Có cái thùng ra thì vừa. Lúc đầu á, mình thấy ba cái thùng á, nó bự gì đâu á, mình sợ nó sẽ không có vô nổi cái nhà của mình. Nhưng mà khi mà tháo cái thùng ra thì nó cũng vừa kích thôi à cả nhà ơi. Cả nhà biết không, cũng là may mắn là mình mua trước khi mà lockdown á, cho nên họ giao cho mình á, vừa mới giao xong là qua mấy ngày sau nó bị lockdown luôn đó cả nhà. Cũng tại vì thời gian gần đây á, ông xã mình bị bệnh mất ngủ, bị rối loạn tiền đình, cho nên mình mới quyết định là mua cái ghế massage này để cho ông xã mình massage mỗi ngày để cho có thể ngủ ngon lành hơn. Cuối cùng thì hai em đã mang được cái ghế massage vô được tới nhà rồi đó cả nhà. Bây giờ thì hai em nó sẽ bắt đầu gắn gấp ráp hai bên hông của cái ghế và cái chân ghế này đó là hoàn thành cái ghế luôn. Cái ghế này nó bằng cái lớp vải ở trên là bằng da đó cả nhà. Và những cái lớp này nè, mình cũng có thể thay để nó, nếu như nó bị rách hay bị chày xước gì thì mình vẫn có thể tháo ra thay cho cái lớp đó. Cả nhà biết không, cái ghế massage này á, khi mà mới bắt đầu phát hành á, thì cái giá thị trường của nó là 14.000 đô Úc. Mà hôm nay thì mình mua nó đang sale thì còn 6.000 đô Úc thôi, và tương đương của nó là khoảng chừng 108 triệu tiền Việt Nam của mình đó cả nhà. Mình thấy công đoạn gấp ráp là khi họ đem tới nhà gấp ráp cho mình á thì rất là dễ nha cả nhà. Chỉ cần gấp ráp hai bên hông của nó thì là nối mấy cái dây mặt điện với nhau rồi gắn lên theo cái chốt của nó, xong rồi mới là khóa mấy cái hộp mấy cái ốc lại với nhau thôi. Và ở dưới chân nó cũng làm giống như vậy luôn á cả nhà, rất là nhanh gọn lẹ luôn á. Cái ghế massage này nó có một đặc điểm là nó có thể đo cái chiều dài của bạn, và khi mà mình ngồi lên á thì nó sẽ đo cho mình vừa với lại cái tiêu chuẩn người của mình. Khi mà cái chân của mình nó ngắn quá thì nó có thể thu nhỏ lại, cho nên mình rất thích cái ghế này. Thì cái chân của mình rất ngắn, mỗi lần mình lên ghế massage lúc nào mình cũng bị thiếu hết đó cả nhà. Đặc biệt nữa là cái màn hình điều khiển của nó là màn hình cảm ứng, cho nên rất là dễ sử dụng luôn cả nhà ơi. Đây là một cái ghế massage thông minh, nó có thể làm những động tác như là bóp, vỗ, ấn, đẩy, giữ, xoay và xoắn. Những cái động tác massage giống như nó có rất là nhiều loại luôn đó cả nhà, như là Thái massage, Chinese massage cũng có luôn, rồi những cái mà giãn cơ, giãn bắp hoặc là làm cho mình dễ ngủ, cho nên rất là hay luôn đó. Khi mà bạn ngồi lên cái ghế massage này á, thì nó có thể làm massage cho bạn toàn thân luôn. Là ngay từ đầu, nó sẽ massage cho đến dưới ở dưới bụng của mình. Và ở chân của mình nó cũng sẽ được massage. Hai tay của mình á, thì nó sẽ có cái hơi khí nó đè xuống ngay mấy cái chỗ huyệt đạo của mình nữa đó cả nhà. Hay lắm đó. Thật ra chiếc ghế massage này nó cũng mắc dễ sợ luôn á, nhưng mà hai vợ chồng cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi cho nên mới dám mua. Thôi vợ chồng không nghĩ là mình có thể mua được chiếc massage như vậy đâu cả nhà ơi. Tại vì ông xã mình á cần có một giấc ngủ để mà sáng mai dậy đi làm. Ông xã làm nghề điện á cho nên cần phải có tỉnh táo để đi làm. Mình nếu mà cứ bị mất ngủ như vậy hoài á thì ông xã mình sẽ không có đi làm được. Thì mình muốn thử coi là khi mà mua chiếc ghế massage này á, để ông xã massage mỗi ngày thì người nó có khỏe hơn không. Chứ mà ổng mà không đi làm á được á thì coi như là nhà không có tiền để xài luôn. Đáng lý là holiday này là mình đi chơi
Nhưng mà vì bị lockdown cho nên mình đã quyết định lấy số tiền đi chơi này mà mua cái ghế massage này đó cả nhà. Về chế độ bảo hành đó, nếu như mà chiếc ghế này nó có bị bất kỳ một trường hợp gì thì mình cứ việc gọi điện, họ sẽ xuống bảo hành cho mình trong vòng 3 năm. Và có một điều đặc biệt nữa là nếu như mà bạn không thích cái mua đồ này, bạn muốn mua một cái mua đồ mới hơn thì bạn vẫn có thể đến cái công ty chỗ mua cái ghế này, bạn đổi lại cái ghế khác, mình chỉ cần bù thêm tiền thôi đó cả nhà. Cái ghế massage này nhìn nó cũng gọn lắm nha cả nhà, mình để nó vào chỗ góc này nè, nó cũng không có chiếm cái diện tích của nhà mình lắm, và khi mà nó dài ra nó cũng không dài gì hơn máy nữa, cho nên rất là gọn gàng, rất là phù hợp với cho những cái nhà nhỏ nhỏ như mình đây nè cả nhà. Như vậy là cuối cùng cũng đã xong cái ghế rồi nè cả nhà. Bây giờ em ấy sẽ chỉ mình cách sử dụng như thế nào nha. À, cái này mình sẽ up làm sao em? Chị chọn một trong những cái này. Cái đầu tiên là cái lô mô massage. Yep. Còn chị muốn chọn cái khác thì tùy chị. Cái mà connect cho được Bluetooth chứ lại nghe nhạc. Thì chị cứ mở phone lên là connect rồi. Ok. Bình thường ấy thì chị để cho nó scan body của chị 2 phút thì đó. Nhưng mà lần này em chỉ chị thì em ấn skip. Yep. Skip body. Yep. Đặt một chút đây. Yeah. Đây là cái thời gian này. Maximum là 40 phút. Okay. Minimum là 5 phút. Đây là nút tắt nút bật. Cái này là pause. Là tạm dừng. Okay. Anh hùng. À, cái này có tiếng Việt đó. Chị có một tiếng Việt không hay là không, để tiếng Anh đúng không? Dạ. Anh ngồi này, cái này là ngồi dậy. Dạ. Sit up. Sit down. Cái này là do cho cái chân. Chân lên chân xuống. Chân lên chân xuống này. Dạ. Cái này là cái water. Dạ. Đứng dài ngắn lắm. Đứng chạy lên xuống. Cái này là cái giữa. Lên xuống. Nhưng mà khi mà mình bấm ô tô là nó tự kích cho mình rồi, mình không cần làm. Còn đây là những vị khách đang ngồi thử cái ghế massage của nhà mình đây là cả nhà, và đang nói về cảm nghĩ khi mà ngồi lên cái ghế massage đây là cả nhà ơi. Bờm là người đầu tiên đó nha cả nhà, anh chàng này rất là thích cái ghế massage này luôn, nhưng mà mình cũng không dám để Bờm ngồi lâu, mình chỉ cho Bờm ngồi chừng khoảng chừng 5 phút thôi, tại vì nếu mà ngồi lâu thì lại không tốt cho Bờm đâu, cho nên mình không có cho Bờm ngồi lâu được. How feel?
hát phim ca. Mình cái này là mình phải tắt âm rồi tại có giọng Tới đây thì video của mình cũng đã hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video giới thiệu ghế massage của nhà mình nha. Nếu như cả nhà thấy thích video của mình thì hãy bấm nút like. Còn ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký video của mình nha. Hẹn cả nhà vào thứ 6 tuần sau. Bye bye, xin chào, tạm biệt nha.